Rồi Minh Tăng xin chào tất cả cô chú anh chị và mọi người ha. Thì bữa nay em trở lại em xuống ở dưới Cà Mau của bé Vi 6 người mất ở Bình Dương đó mọi người. Em xuống đây thì em gửi một ít tiền của Mạnh Thường Quân người ta gửi đó. Thì em trao cho người cha ha. Chúc mừng lại ha. Ông gọi đi Hải đi Cà Mau là cứ có cả con không phải không? Dạ, tại gia đình bữa hổm thì em mình lo cái áo quan cho bé này ha mọi người. Thì bữa nay có Mạnh Thường Quân tôi gửi tiền á, nên anh em mình từ trên Đồng Tháp chạy xuống đang trao tiền cho gia đình ha. Mình cúng cơm nó ha. Dạ, cho con gái em buổi sáng em mưa đi làm cái đầu hai anh em ở nhà em phải mua một phần gì đó cho con em ăn. Ông chú ngồi ấy giùm con, chú bình nước trà con mới ấy. Lúc nào cũng đi làm cũng mua đồ cho Tú coi ấy chăm giùm anh hai bình nước trà chứ. Quen nha, sáng như là mỗi lần anh đi làm là anh mua đồ ăn cho bé ha. Dạ cũng vậy ha. Dạ đúng. Tại vì con là trên hết mà, phải thương con là gì đó. Sáng thì con ăn cái gì rồi phải cái là mì chay. Thì bữa nay hồi bữa em quay đó cũng dạ. Có một mấy Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền cho cháu á. Dạ. Một là em Đoàn Thị Kim Loan ở Đài Loan 2 triệu rưỡi. Dạ. Hai là Alina Phạm ở Canada 1.7 triệu. Ba là Hằng Lê Anh Quốc 200.000. Bốn là chị Dương Nguyễn 1 triệu. Tổng cộng là 5.4 triệu. Dạ em bây giờ là cũng mệt mỏi, em không có biết nói gì hơn. Giờ có Mạnh Thường Quân cô bác ở từ xa có hội giúp đỡ gia đình em thì em không biết nói dơn, em xin cảm ơn mấy hội Thường Quân giúp đỡ cho gia đình em. Bây giờ em có mấy lời là cảm ơn thôi chứ giờ em không có tinh thần để nói được gì nên em không biết quên trước quên sau, nó mệt mỏi quá. Bây giờ em thấy em xót rồi, giờ nói thì nói vậy thôi chứ có nên con em mà em về chổng em thấy anh em đồ này kia em còn đau đớn dữ nữa. Đó thì Mạnh Thường Quân gửi anh 5.4 triệu ha. Dạ. Rồi anh coi anh lo anh mua đồ đạt rồi. Dạ. Cũng cho bé ha. Thay mặt em cô cảm ơn anh. Dạ. Anh thân nhiều nha. Dạ. Dạ trời mấy anh. Rồi, anh đọc cái số điện thoại của anh lên đây luôn. Rồi, dạ 0942 425217. Dạ. Nếu mà cũng có nhiều Mạnh Thường Quân người ta hỏi lắm. Là cha của bé Quỳnh Thúy Vi. Thì Bình Tăng cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân và tất cả mọi người ha đã ủng hộ cho bé áo quan và tiền đám của mọi người. Dạ. Buổi sáng thì ba có cúng cơm cho bé sáng hàng ngày đó mọi người. Tại vì bé thích ăn gì anh? Cái này là đồ chay, bé dùng chay. Chay. À, với cái mì. Này đồ chay, cái đó mì cũng là mì chay luôn. Cũng tương hết á. Dạ nấu tương hết. Đúng rồi mình trúng tương cũng tốt lắm. Tốt lắm. Ba gia đình và mình người biết Phật pháp. Cô niệm cho em về Tây Phương Cực Lạc, em còn nhỏ mà. Dạ. Em về với Phật. Này là cúng đồ trang luôn rồi. Cúng cơm với mày. Bạn Như Huệ á, trên Facebook á, cũng gửi về cho giúp gia đình 600.000 á. Dạ. Gửi anh luôn nha. Dạ. Vì gia đình của anh Thủ cảm ơn chị Hoài nhiều nha. Chị Huệ. Nghiệp của hai mặt gia đình cảm ơn chị Như Huệ nha. Dạ. Chị thôi em mời anh chị ngủ nữa.
Nói chung là ba là khóc từ hôm nay là không nghỉ luôn đó mọi người. Từ lúc mà biết mắt bé tới giờ. Sao mỗi lần mà dòm cái ảnh lên là nghĩ là con mình nữa có gì hết trơn á. Dạ. Cũng như là mình nghĩ là chưa mắc cho nó ha. Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ đâu mà bây giờ con mình gì. Dạ. Mặc dù bé nó ra đi rồi nhưng mà trong tâm mình của lúc nào bé cũng còn sống với mình hết. Lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết. Nên anh chị phải cố gắng lên. Quá đau. Xót lắm. Bằng kia mười mấy tuổi rồi. Điện về là nhắc là cha ơi, ăn cơm chưa, cha đừng có nhậu nữa nghe, nhậu mập quá lên máu nha cha ơi. Trời ơi trời, dặn dơ. Có con nào mà lo cho cha gì không? Con gái này nó thương ba. Con gái nó mến ba lắm. Mà ba cũng mến con gái nữa. Anh đọc địa chỉ lại nha. Thì chỉ ở ấp 3, xã Thức Dân, thành phố Cà Mau. Hiện tại thì đang ở là chỗ này là chỗ gốc đó là kêu bằng là cống chùa. Nó thuộc gì là cống chùa, ấp 3, xã Thức Dân, thành phố Cà Mau. Bây giờ mấy anh, mấy chị lại đến đây để ủng hộ cho vợ chồng em để lo mai táng cho con em. Thì em cũng thay mặt gia đình và vợ chồng em là đã cảm ơn. Giờ em xin mời anh chị ra dùng với một cái nước. Đúng, dạ, cây luôn nè. Cho Phật đi xong rồi đốt nhang cho bé. Anh rút cái này dùm cho em để nó dớt. Con mới uống nước rồi cô ơi. Sáu người bị mắc ở Bình Dương bị ngạt khí đó mọi người. Bên này thì chú chia buồn sâu sắc hết. Bên này thì chú tới đây thì chú trao tiền cho ba con của Mạnh Thường Quân gửi cho con ha. Con cũng luôn cầu mong cho Mạnh Thường Quân và tất cả mọi người luôn là bình an và mạnh khỏe hết con. Ráng gặp lần này lần dĩnh miệng ngàn năm không còn thấy cháu nữa. Bà cô đâu còn, nó không còn nữa, nó kêu bà cô ơi. Lần này là có hiếu lắm. Hết thấy rồi. Hết thấy rồi. Mình dù cháu nó không còn đây nhưng mà trong tâm mình lúc nào cũng cháu không còn. Dạ. Cô cũng đừng có lòng. Nhưng mà mình không thấy xác nhiều, linh hồn cháu nó cũng ở đây với mình. Lúc nào cháu cũng ở bên cạnh mình, dạ. Mình. Cái gì thấy cha với mẹ nó sợ quên kêu con về, điện thoại lên nhắc ráng kiềm chế kêu con về để nó chảnh đi vất vả. Bơ vơ không nhà cửa nha con, kéo kêu con mình về, đừng quên tội cho con mình đánh. Cảnh nào bằng cảnh này, từ đông gộp. Mấy ngày nay chắc đâu có ai gặp hay không? Dạ. Muốn mấy cậu về chắc chiều là không có chỗ đãi luôn. Chặt cứng đường đi luôn. Chặt cứng đâu giữ chừng.
chiều nay mới đông dữ. Chiều nay ha. Chiều nay hôm nay chổng trơn rồi, chiều nay chổng ra đây ăn đúng lắm. Dạ. Đêm cuối. Ở chổng bây giờ chắc đông lắm không? Dạ. Tại vì 10 giờ người ta vô người chắc cũng tập trung đông lắm. Dạ. Hôm qua vô chổng rồi thấy chịu không nổi. Ở trong kia rồi để 5 cái. Dạ, 5 cái gặp là bước lên thấp nhang là thấy đau lòng dữ trời. Chỉ còn một đứa con gái duy nhất. Dạ. Còn đứa gái con của ba nó của chỗ của chú gì đó. Dạ, con gái duy nhất. Dạ dạ. Có khỏe không? Đi đi qua đi tiệm mua. Mua gì chứ hả? Ở phía sau nhà là xong rồi. Dạ dạ. Đi ra sao? Vô tiệm đó mày. Cái cậu với mấy gì nhiệt tình đến đây không biết nói gì hơn. Yeah. Rất là cảm ơn hai. Yeah. Thế. Sẽ cái ơn này nhớ hoài. Yeah. Sống nhớ hoài, chết mình theo không bao giờ quên cái công ơn của mấy cậu mấy gì giúp cho. Yeah. Cháu nữa. Bữa nay Minh Tăng tới đây thì cũng trao tiền Mạnh Thường Quân gửi cho bé Vi hả mọi người? Dạ. Gia đình cũng rất là khổ đi làm mướn ha. Ba nói chắc là hỏi bà có ăn uống gì được không đấy? Dạ. Ba nó ăn uống gì được? Ăn ít, nó gán nó nghỉ. Kêu con gán ăn lại bình tĩnh, lo cho con chứ con không ăn người sao? Nó vừa con ăn cũng vô sao cô Tư? Không ăn cũng ngán nuốt của cô. Yeah. Mình kiếm anh ăn khắp không rồi. Yeah. Không chịu ăn uống gì hết. Bỏ ra cái đi. Bỏ hai cái đi. Thôi bỏ. Hai cái thôi, còn hai cái. Chút đem chồng. Cảm ơn cô ha. Dạ. Yeah.